chào cả nhà nè. Nhà thờ Đức Bà càng ngày càng về đêm càng đông quá trời đây. Đây là đứng cái xe đấy mình chơi. Đứng cao nè. Cao quay nè. Không. Đứng cao nè, quay từ xa nè. Thấy không? Người toàn là người không? Quá trời người luôn, đi xe mà nó kẹt xe nè, càng ngày càng đổ về đông. Giờ này là 10 giờ đêm rồi đó. Người ta đi xe đó, có cái xe mà đưa rước đi chơi đó, đi vòng vòng Sài Gòn đây. Không, quá trời đông bát ngang, đông người đông mà nó lắm dữ gì. Đường phố thì nó kẹt xe, nó kẹt quá trời kẹt luôn. Đổ về đông gì đâu, đông. Đó, nó thấy người là người khủng hoảng không? Bên đó không qua được. Người mà đứng xe nè, để đãi đi, đứng ngoài đường nó đâu cho để đó, phải không? Từ đây mình có tới được kia, phải đường nào cũng kẹt hết á, không có đường nào mà nó không kẹt. Đi không được, đi ra ngoài vườn hoa Nguyễn Huệ vậy á, mới đi nó được, có tới cái chỗ Nguyễn Du nè, kẹt rồi, thờ Đức Bà kẹt rồi. Tấp vô đây luôn, tấp vô nhà thờ Đức Bà luôn. Ôi, quá trời đổ nhau về đây. Nói e năm nay tại nhà thờ làm chưa xong, nhà thờ Đức Bà làm chưa xong nên là không, chưa có, chỉ có đứng ở ngoài thôi. Giờ này là không cho mở cửa. Ai ở ngoài đây bây giờ cũng an ninh lắm, mấy ông công an đứng nè, công an đứng bảo vệ sự bình yên trong mùa Noel cho dân phố. Hai anh công an đây đứng để xe chỗ này thì cho, nhưng mà đi qua bên gần nhà thờ Đức Bà là không cho để xe đậu đó. Đây, xe cảnh sát giao thông chỗ đó đang chấp chỗ đằng trước đó, cảnh sát giao thông giữ trật tự. Đi ngoài chơi ngoài đây cũng an toàn lắm, nó sợ dân phòng đông. Quá trời luôn, càng ngày càng đông người đâu, càng ngày càng đổ về đây đông quá. Hồi lúc nãy đi thấy nó ra ngoài Nguyễn Huệ thấy cũng đông, nhưng mà nó về đây thấy cũng ít người. Bây giờ sao thấy càng ngày càng đông không? Trời đông luôn. Thôi đi qua bên kia, xa đấy không vậy. Thôi chào tạm biệt nha, để mình đi bộ quanh đó. Vừa cầm điện thoại vừa quay, đi ngang qua đường sợ xe hơi nhiều. Cảm ơn nhà nha, tạm biệt nha. Chúc cả nhà mùa Giáng sinh an lành nha.